Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh youtube Audio Kiếm Hiệp và kênh youtube Trận Làng Ngọng thân mến Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 60 năm của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ Tác giả Thạch Trư qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy Trước khi nghe chuyện các bạn hãy mất chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị Khánh Duy xin chân thành cảm ơn và bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 65 ngay sau đây. Tiếp theo phần trước lại nói lúc bấy giờ rất nhiều hư ảnh cấm bảo đánh ra những thông đạo xin vào trong nan thiên môn từ xa nhìn lại như những sợi duy băng tản ra các tia sáng rực rỡ đẹp không sao tả xiết những duy băng đó tuy đẹp nhưng ẩn chứa năng lượng khủng bố thậm chí cả không gian cũng bị méo mó đi cho dù là cường giả tan thần cảnh tới gần cũng sẽ bị cắn nát nguyên thần và thân thể hồn phi phách tán lỗ trưởng lão cười ha ha nói những môn phái khác chỉ sợ không ngờ được rằng trong những đệ tử mà thánh tông ta phái ra lần này lại có cường giả tam thần cánh vinh lâm đến lần này thánh tông ta chắc chắn sẽ ký áp quần hùng đem những môn phái khác thành hư không độc chiếm kho báu tây hoàng rồi những trưởng lão khác nghe vậy cũng mỉm cười đồng ý lã trưởng lão cười nói bảo vật mà chúng ta đạt được xung công 6 phần trong 6 phần này hai phần nộp lên cho kho báu thánh tông ta 4 phần thuộc về tất cả chúng ta đây chính là một món của cải không nhỏ không nhỏ Diệp Phúc gánh mắt sáng lên, mặt dày mày dạn, lên tiếng nói: <laughs> "Các vị sư huynh, chờ bọn Vinh sư đệ trở về, lúc chia của có một phần của tiểu đệ hay không đấy? Tốt xấu gì tiểu đệ cũng là sư đệ của các huynh mà. Phong chủ quan Tinh Phong, trưởng lão của Thánh Tông, theo lý mà nói cũng phải được chia một phần phải không?" Tiểu sư đệ, lúc triệu tập lên hồi thiên bàn, ngươi dường như một chút lực cũng không có xuất ra thì phải. Tiết trưởng lão lườm hắn một cái, bất đắc dĩ nói: Ngụy Hiên âm trầm lên tiếng Diệp sư đệ Ta chưa từng thấy kẻ nào lại vô lại như ngươi vậy Ngươi ngay cả cái rắm cũng không có muốn xuất ra Lại còn muốn chia một phần lời hay sao Nghĩ thật tốt ta Xong chuyện nơi đây ta lập tức sẽ giết người báo thù Diệp Húc mỉm cười nói Ngụy sư huynh Ngươi đã lành sẹo rồi hay sao Đã quên đau rồi sao Thân thể của ngươi đều bị ta chém Còn dám láo sực như vậy hay sao Cái cơ thể này là của vô sĩ khác phải không tin là ta sẽ lại chém ngươi một lần nữa hay không đấy lúc này ngụy hiên đang duy trì luân hồi thiên bàn giận dữ quát một tiếng Đình thu hồi nguyên thần giết chết hắn lỗ trưởng lão vội vàng lên tiếng hài vị chính sự quan trọng hơn thủ riêng chờ đến lúc sau chính sự các ngươi sau đấu sau vậy diệp phúc phất tay áo ngồi xuống hắn cười lạnh nói ngụy sư huynh ta tha cho ngươi một mạng trước nhớ kỹ là ta tha cho ngươi một mạng nếu không hiện giờ ta có thể lập tức chém ngươi rồi ngụy hiên tức giận đến suýt hộc máu nếu không phải vì duy trì luân hồi thiên bàn giờ phút này chỉ sợ lao đã động thủ đột nhiên dao động tản ra từ trong nam thiên môn lại càng thêm dữ dội chấn cho hơn 10 sợi duy băng lay động lên xuống cùng với hư ảnh đám cấm bảo cố chống đỡ Lường dao động này mãnh liệt dị thường gần như có thể so với hư ảnh của cấm bảo trong nam thiên môn có trong bảo đang chống lại chúng ta kìa Lỗ trưởng lão đứng dậy lạnh lùng nói Kiện bảo vật này dù không phải cấm bảo Chỉ sợ cũng không kém mấy đâu Đám người tiết trưởng lão đều đứng dậy Đỉnh đầu bốc sương mù Nguyên thần giống giận Hiển nhiên là rất toàn lực triệu hoán luân hồi thiên bàn Chống lại áp lực của nam Thiên môn Không chỉ có hoàng tuyển ma tông Các thế lực khác cũng cảm thấy áp lực càng ngày càng mạnh Uy năng tản ra từ trong nam thiên môn đã vượt qua cả uy năng của hư ảnh cấm bảo, tấn công làm cho nhiều hư ảnh cấm bảo chấp động không ngừng thứ bọn họ triệu hoán dù sao cũng chỉ là hư ảnh của cấm bảo so với cấm bảo chân chính có chênh lệch cực lớn áp lực khủng mạnh như thế này thậm chí cả mấy trăm vị cường giả tam thần cánh đều khó có thể chống lại được chẳng lẽ trong nam thiên môn thật sự có cấm bảo mà tây hoàng luyện chế hay sao diệp Húc không khỏi ngẩng đầu nhìn đến cánh cửa kia ầm à một tiếng hai cánh cửa chính của nam thiên môn đột nhiên mở ra uy năng cuồn cuộn đánh cho nhiều hư ảnh cấm bảo chớp lên dữ dội lộ ra từng tầng lớp lớp cửa vào bên trong cánh cửa chính này. Những cánh cửa đó đóng chặt, chỉ có Nam Thiên Môn đạo thứ nhất mở rộng ra, vô số vô bảo từ bên trong lao ra, khắp trời đều là ánh sáng xanh, tím, đen, trắng. Từng kiện vô bảo phóng lên cao, bay đi bốn phương tám hướng. Những vô bảo đấy có cái cực kỳ hùng mạnh, uy năng tản ra có thể phá vỡ tầng lớp cấm chế mạnh ở trên Côn lơn Thánh Địa cổ. Có cái tốc độ cực nhanh, hóa thành một luồng lưu quang bay qua liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa có cái vô cùng nặng đè sụp cả một ngọn núi nhỏ chui vào trong lòng đất còn có không biết vũ bảo kỳ quái nhảy vào trong trời mây bay trốn đi bên trong nam thiên môn còn có không biết bao nhiêu kiện vu bảo chen trúc bay ra bên ngoài trong nháy mắt liền có gần ngàn kiện vũ bảo chạy mất vô số vu bảo như đàn rồng bay qua đâm chết không biết bao nhiêu vũ sĩ vừa mới tiến vào nam thiên môn thậm chí có một số bảo vật đã tu luyện thành yêu há mồm mà ăn thịt người đám người tiết trưởng lão hoàn toàn không ngờ được biến cố lớn này hơi hơi thất thần liền có không biết bao nhiêu người liền chết thảm chỉ những kẻ có thực lực mạnh mẽ tột cùng mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được kiện trọng bảo kia muốn từ nam thiên môn trốn thoát đi mau mau tán hư ảnh lên hồi thiên bản ra tiết trưởng lão vội vàng thu nguyên thần lại đứng dậy quát lớn những trưởng lão khác tỉnh lại đều thu hồi nguyên thần chỉ thấy hư ảnh luân hồi thiên bàn vang một tiếng vang nhỏ liền biến mất những cường giả trên những đỉnh núi đều tỉnh ngộ ra đều tán đi hư ảnh cấm bảo chỉ thấy Nam Thiên Môn từ từ đóng lại. Trong nháy mắt này lại có mấy ngàn kiện vũ bảo từ trong kho báu chạy thoát ra ngoài. Khắp nơi trên không trung đều là bảo khí, có vũ bảo to như núi, rung rung bay qua không trung, có vũ bảo hình như một cái chuông lớn ầm ầm chấn vang bay về phía xa xa, còn có một kiện vũ bảo như cầm sắt, không người mà tự đàn, từng đạo kiếm khí sắc bén bay múa, bắn phá một ngọn núi lớn thành cái sàng. Vù vù. Vinh Lâm sắc mặt tái nhợt, từ trong nam thiên môn lao ra, tay áo tung bay bao lấy mười mấy tên đệ tử hoàng tuyển ma tông những người khác cũng thừa dịp nam thiên môn chưa hoàn toàn đóng lại đều tự chạy ra khỏi kho báo tây hoàng kiện bảo vật có thể sánh với cấm bảo kia chắc chắn đã nhân cơ hội chạy trốn rồi nhiều bảo vật như vậy kiện nào mới là chân thân của nó đấy trên đỉnh núi chúng trưởng lão đều bay lên trời tầm mắt quét khắp mọi nơi mà các cầu thủ các môn phái thế lực khác cũng nghĩ như vậy đều nhìn về hướng đám vua bảo bay lượn đầy trời kia những vua bảo đó tuy là bảo vật có ưu lực cực kỳ lớn thậm chí có vài món là trọng bảo có thể sánh với tiên sơn thanh điện đồ nhưng bị kiện kia đánh văng ra khỏi nam thiên môn so với hư ảnh của nhiều cấm bảo kia liền không đáng để mà nhắc đến chỉ có kiện bảo vật không biết tên kia mới là trọng bảo chân chính gần như có thể sánh ngang với cấm bảo chắc chắn là tòa bảo tháp này rồi đám người hoàng tuyển ma tông đột nhiên phát hiện một tòa bảo tháp từ giữa không trung bay tới không biết bao nhiêu kiện vua bảo còn chưa đi đến cạnh nó liền bị uy năng của nó chấn cho dập nát thậm chí có một khẩu lưu lưu đăng tản ra uy năng không kém thiên ma sách cũng bị nó nghiền nát đây là một kiện vu bảo mạnh vô cùng vượt qua vô số bảo vật khác đám người tiết trưởng lão vươn người bay lên đều đuổi theo tòa bảo tháp này hơn 30 nguyên thần gào thét đều tự tế khởi vu bảo của mình chấn áp hướng tòa bảo tháp kia mà những môn phái thế lực khác có không ít người cũng phát hiện kiện bảo vật này đều ra tay ngăn cản còn có không ít môn phái thế lực phát hiện không ít bảo vật có uy năng còn vượt xa những vua bảo khác trong lúc nhất thời tình thế hỗn loạn cao tổ tam thần cảnh đều ra tay ầm à một tiếng nam thiên môn hoàn toàn khép kiến lại rồi đột nhiên hóa thành một luồng lưu quang lẩn vào trong đám vua bảo kia biến mất không thấy đâu nữa nam thiên môn đi đâu rồi nam thiên môn đi đâu rồi không biết có bao nhiêu người đều hét to dò xét mọi nơi nam thiên môn chính là kho báu của tây hoàng ngoại trừ kiện bảo vật có thể sánh với cấm bảo kia ra thì nam thiên môn là quan trọng nhất hiện giờ cánh cửa chính này khép lại nhân cơ hội bỏ trốn nếu là thu được cánh cửa này liền tương đương với đoạt được kho tàng của tây hoàng rốt cuộc cái nào mới là cấm bảo chân chính đấy tống cao đức cánh mắt lóe ra nhìn hướng vu bảo khắp trời kia kích động vạn phần mà nói hề à, dù không chiếm được kiện bảo vật kia đoạt được nam thiên môn cũng là không tệ diệp phúc bỗng đứng dậy tế khởi thiên cơ tán phóng lên cao hắn quát lớn thôi đừng có nghĩ nữa nếu như cấm bảo thật sự xuất thế các giáo chủ tông chủ của các môn phái chắc chắn sẽ không ngồi yên đâu làm sao đến lượt chúng ta đây trước thu vô bảo quan trọng hơn hắn nhìn thấy một hỏa lô to như dãy núi rung rung bay qua đám núi lập tức thúc dục thiên cơ tán hóa thành thuyền con bay đi phượng yên nhu cũng phát hiện một kiện bảo vật lập tức đứng dậy đuổi theo tống cao đức ngẩn ra cũng chọn một kiện bảo vật vừa ý đuổi theo định thu bảo vật lại Diệp Húc khống chế con thuyền con bay hướng hỏa lò kia, chỉ thấy trong hỏa lò lửa cháy hừng hực, dường như có thể đốt cháy vạn vật. Những bảo vật cấp trọng bảo khác căn bản là không có phần cho ta, chỉ có cường giả tam thần cánh mới có thể thu được, càng đừng nói đến kiện bảo vật có thể sánh với cấm bảo kia. Nhưng cái hỏa lò này hẳn là không ai đoạt với ta rồi, vừa tiện thu lại giao cho Hùng Bí luyện chế linh đan vậy. Diệp Húc vượt qua hỏa lô, ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy trên vách hỏa lô có khắc bốn cổ truyện cũng là mấy chữ thiên địa hồng lô liệt hỏa trong lò cũng không phải là phàm hỏa các loại sắc lửa tung bay có ngọn lửa có nhiệt độ cực cao lại có ngọn lửa cực kỳ băng hàn có ngọn lại toát ra tả khí lạnh lạnh có cái lại toát ra ma khí dày đặc kiểu đại thần hỏa đầy đủ mọi loại ư hắn trong lòng không nhịn nổi hồi hộp không ngờ khẩu thiên địa hồng lô này chứa đựng kiểu đại thần hỏa cũng không tệ như hắn nghĩ ngược lại uy năng cực kỳ rỗng mãnh cho dù kém với toàn bảo tháp mà đám người tiết trưởng lão đuổi theo kia thế nhưng không hề kém vu bảo như thiên ma sách là bao nhiêu lần này ta phát tài rồi thật sự là phát tài rồi diệp phúc mừng rỡ tới khởi ngọc lâu cửu đỉnh thi triển toàn lực định trụ khẩu thiên địa hồng lô này liều mạng kéo vào trong ngọc lâu của mình thiên địa hồng lô nặng đến khó có thể tưởng tượng bị hắn từng chút từng chút một kéo vào trong ngọc lâu mà vào lúc này phượng yên nhu và tống cao đức đã thu được vài món bảo vật thoáng nhìn qua Thế hắn đang đau khổ đối phó với khẩu hỏa lò lớn này vội vàng bay đến ba người hợp lực cố gắng hồi lâu mới thu khẩu thiên địa hồng lô này vào trong ngọc lâu được lão đệ à cái bếp này của ngươi sao nặng như vậy tống cao đức thở phì phò lau mồ hôi đổ ra trên chán lên tiếng nói một gã cường giả tam thần cảnh đột nhiên hét lớn một con thất thái rực điểu ở trên đỉnh đầu cũng là nguyên thần của hắn hợp thân đánh tới một cái quan tài màu đen trên nắp khẩu quan tài đen kia còn có một cái đèn xanh chậm chậm cháy đột nhiên quan tài vén lên một góc hơi thở khủng bố từ trong quan tài tràn ra làm cho người ta không xét mà run tên cường giả tam thần cảnh không kịp lên một tiếng nguyên thần và thân thể đột nhiên bị hòa tan ra hóa thành từng làn tinh khí bị hút vào trong quan tài vù 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 vu bảo bay lượn đầy trời đều bị khẩu quan tài đen này hút vào bên trong thậm chí cả rất nhiều cường giả cũng không trụ được bị quan tài nuốt vào quan tài đen bay đi Thanh đăng từ từ cháy, bay hướng xa xa. Hóa ra khẩu quan tài đen này mới chính là kiện trọng bảo đã đánh mở ra nam thiên môn kia. Một vị cường giả lẩm bẩm nói: chẳng lẽ trong quan tài là xác chết của tây hoàng sao? Thân thể của một thế hệ vua hoàng có trách quy năng hùng mạnh như vậy, ngay cả hư ảnh của cấm bảo đều bị chấn động. Không biết bao nhiêu người đều động thân đuổi theo cái quan tài kia. Này, diệp lão đệ chúng ta cũng đi qua đấy chứ tống cao đức cực kỳ hưng phấn mà kêu lên diệp phúc lắc lắc đầu nói không không đi tống cao đức và phượng yên nhu đều buồn bực phàn phần nếu là trước đây với tính cách của diệp phúc làm sao có chuyện bảo bối đến cửa mà bỏ qua không ngờ lần này hắn lại đổi tính diệp phúc không để ý tới bọn họ lúc này hắn phân ra một sợi ý niệm dáng vào trong ngọc lâu hóa thành ao ảnh của mình từ trên cao mà nhìn xuống thiên địa hồng lô khiến hắn một lúc lâu không nói gì vu bảo hắn thu cũng không phải là một khẩu thiên địa hồng lô trong cái bếp lò đó còn có một vũ bảo khác đang dựng đứng một tòa nam thiên môn thật lớn giờ phút này lẻ loi dựng đứng trong hỏa lò tòa nam thiên môn này so với thứ mà đám hư ảnh cấm bảo kia đánh mở ra dáng vẻ rất tương tự diệp phúc bay quanh thiên địa hồng lô mấy vòng không ngừng đánh giá chỉ thấy hai cánh cửa nam thiên môn đóng chặt đứng rừng sững trong kiểu đại thần hỏa ngọn lửa hừng hực thiêu đốt mà cánh cửa này thì lại lù lù bất động khó trách vừa rồi bằng sức một mình ta cũng không thể thu được thiên địa hồng lô lại hóa ra bên trong hỏa lò còn có một tòa nam thiên môn như vậy thế nhưng mà tòa nam thiên môn này sao lại trốn ở chỗ này đây hắn suy nghĩ trăm lần vẫn không tìm được lời giải ngay tại lúc trước không lâu một kiện bảo vật có thể so với cấm bảo đánh mở nam thiên môn thả ra rất nhiều vu bảo sau khi các môn phái các thế lực tản hư ảnh cấm bảo đi nam thiên môn cũng khép lại lần vào trong đám vu bảo biến mất không thấy đâu nữa Lúc này bên trong cô lân thánh địa cổ còn có không biết bao nhiêu kẻ như phát điên mà lùng sục nhưng vẫn không thể tìm ra cánh cửa này. Nếu như Nam Thiên Môn tránh ở trong khẩu thiên địa hồng lô này quả thật có thể tránh được tai mắt của rất nhiều cường giả tam thần cảnh khống chế hỏa lô thoải mái trốn thoát. Nhưng mà Diệp Phúc lại cấp bách tìm một cái lò luyện đan tốt để giao cho Hùng Bi luyện chế đan dược. Thật không ngờ sau khi thu được thiên địa hồng lô còn có hàng tặng kèm thu luôn cả tòa Nam Thiên Môn này. Kỳ thật ta chỉ là thu được một lò luyện thuốc mà thôi Sợ ý niệm kia của Diệp Phúc rời khỏi Ngọc lâu lẩm bẩm nói: Nam Thiên Môn tuy là chế phẩm, mà Tây Hoàng dựa theo tòa Nam Thiên Môn Thiên Đình Viễn cổ rèn Thành, nhưng kiện bảo vật này là trọng bảo chỉ kém cấm bảo một chút, uy năng dũng mãnh cực đoan, thậm chí có thể nói là phong ấn hùng mạnh nhất. Bảo vật bị phong ấn trong cánh cửa này nhiều không thể đếm xuể, có một số bảo vật còn có thể đối kháng với đám hư ảnh cấm bảo. Quan trọng nhất là tòa Nam Thiên Môn này chính là kho báu Tây Hoàng đoạt được Nam Thiên Môn nghĩa là đoạt được kho báu Tây Hoàng. Ta thật sự thầm muốn thu một bếp lò để luyện dược mà thôi. Diệp Phúc phục hồi tinh thần lại, chớp chớp mắt. Đương nhiên, nếu là thu được một khẩu thiên địa hồng lô, tặng kèm kho báu Tây Hoàng, như vậy ta chỉ có thể cười mà nhận mà thôi. Nam Thiên Môn đột nhiên bay lên, cánh cực cực lớn này bay ra khỏi thiên địa hồng lô, gào thét xông lên trời cao, hóa thành một luồng lưu quang, ở một tiếng đánh vỡ tầng chắn giữa tầng thứ nhất và tầng thứ hai của ngọc lâu kiện bảo vật này như thông linh vậy biết mình bị người thu nóng lòng mà thoát thân lực lượng cực lớn chấn cho thân mình diệp húc run lên ngọc lâu cũng nhảy lên không ngừng oanh oanh cánh cửa này liên tục phá tan hai tấm chắn tiến vào trong ngọc lâu tầng thứ ba của hắn tiếp tục đánh lên trên định xông lên tầng thứ tư lại bị chặn tấm chắn của tầng thứ tư giống như hoàng thiên hậu thổ vô cùng nặng không thể đánh vỡ nam thiên môn đâm vào khắp nơi chấn cho ngọc lâu trên đỉnh đầu diệp húc nhảy lên không ngừng làm cho tống cao đức và phượng yên nhu nhìn thấy mà buồn bực dị thường diệp lão đế lại đang làm cái trò gì đấy tống cao đức thầm nghĩ trong lòng sau một lúc lâu cuối cùng nam thiên môn cũng an tĩnh trở lại dường như đã cam chịu số phận lẻ loi dựng thẳng trong ngọc lâu tầng thứ 3 của diệp húc đối diện với ngọc thụ không gian tầng thứ ba của ngọc lâu của hắn đều là thái dương chân hỏa hừng hực thiêu đốt một gốc ngọc thụ và một cánh cửa dựng đứng bên trong liệt hỏa. Diệp Phúc nhẹ nhàng thở ra thầm nghĩ. Ngọc lâu tầng thứ tư, ngay cả ta đều không thể mở ra được. Nếu người có thể đánh vỡ thì lại giúp ta một đại ân rồi. Các cao thủ của các môn các phái, các thế lực lúc này không ít người đang truy kích khẩu thanh đăng hắc quan kia cho rằng trong quan tài này chính là thân thể Tây Hoàng. Nhưng Diệp Phúc giờ phút này đã không hề có ý định vào giúp vui. Nếu bị người ta biết Nam Thiên Môn đang rơi vào trong tay của ta Ta sẽ bị người đập nát mất thôi Hắn thầm nghĩ trong lòng Tống Cao Đức khét nhìn đông rồi lại nhìn tây Nghi hoặc mà nói Kỳ quái Tông chủ giáo chủ các phái vẫn không hề ra tay Chẳng lẽ cái quan tài đen kia không phải cấm bảo hay sao Đối với cường giả như ứng tông đạo mà nói Bảo vật đáng giá cho bọn họ tranh đoạt Chỉ có cấm bảo Những bảo vật bình thường ít khi được bọn họ đặt vào trong mắt theo điểm này có thể thấy được khẩu thanh đăng hắc quan kia chỉ sợ không phải cái gọi là cấm bảo có khi chỉ là bảo vật có uy năng gần đến cấm bảo mà thôi. Phượng Yên Nhu nâng tay mân mê tóc mai bên trái dịu dàng mà nói khẩu quan tài kia không phải là cấm bảo uy năng cấm bảo cực kỳ hung mãnh thậm chí lúc trước thì hoàng đế luyện chế đôi thiên thập nhị đồng nhân hợp lại cũng không phải cấm bảo hoàn chỉnh nếu như cái quan tài đó thật sự là một cấm bảo hoặc là bên trong có sắc của tây hoàng quân luân thánh địa cổ chỉ sợ đã bị đánh nát rồi bị quan tài kia cắn nút rồi thì hoàng đế cũng không có thành vu hoàng ông ta ngay cả đô thiên thập nhị đồng nhân đều không tế luyện hoàn chỉnh nhưng hư ảnh của đô thiên thập nhị đồng nhân uy năng hùng mạnh cực đoan có thể đặt song song với hư ảnh cấm bảo cho dù không phải cấm bảo thanh đăng hắc quan này có uy năng cũng cực kỳ hùng mạnh thậm chí có thể dễ dàng diệt được cường giả tam thần cảnh cái vu bảo này đáng giá cho cường giả cao nhân tam thần cảnh thậm chí là cảnh giới cao hơn tranh giành lẫn nhau. Ngoài trừ quan tài đen này ra, trong những bảo vật khác cũng có không ít thứ có uy năng cực kỳ dũng mãnh, nhưng chất lượng đại đa số vô bảo cũng không phải đặc biệt cao, chỉ có vài món vô bảo có uy năng có thể nói là dũng mãnh. Nhưng những bảo vật đó bay lượn khắp nơi, chợt lóe qua, thậm chí có một số vô bảo đã nhân cơ hội bay ra khỏi cô luân thánh địa cổ, đi ra ngoại giới, không biết sẽ rơi vào nhà ai. Nhưng những vô bảo đó so với kho báo Tây Hoàng mà nói, chỉ là một cái lông châu mà thôi, bởi vậy rất nhiều vũ sĩ vẫn truy tìm tung tích của nam thiên môn khắp nơi càng nhiều vũ sĩ lại nhân cơ hội thu các bảo vật khác những bảo vật đó chất lượng rất tốt được một hai món cũng là một khoản lớn rất nhanh bảo quang mãn trời tản đi chỉ còn lại thanh đăng hắc quan và vài món vu bảo khác bị nhiều cường giả tam thần cảnh vây khốn lại chỉ có điều là trong thời gian ngắn không có cách nào thu được ba người diệp phúc cũng nhân cơ hội thu vài món vu bảo trong đấy diệp phúc lấy được một thanh lục dương kim chùy cũng là một kiện vô bảo rất rất không tệ. Thanh lục dương kim chùy này chỉ cần tuôn chân nguyên vào, lần có thể điên cuồng biến lớn. Đầu chùy giống như một ngọn núi nhỏ hoành trên không trung, một chùy nện xuống, long chờ lở đất chính là vô bảo cận chiến. Đây là một kiện vũ bảo chân giáo mà phải là vũ sĩ đã tu luyện đến tam dương cảnh, liên tục vượt qua thử thách lục đạo sát khí mới có thể luyện chế được. Mang theo thần dương chi khí, uy lực cương mãnh bá đạo, nhưng so với tòa nam thiên môn trong thiên địa hồng lô kia mà nói thật sự bé nhỏ đến không đáng kể. Diệp Húc thu lục dương kim trùy và trong ngọc lâu, quăng cho can xảy dao, làm cho con long mã này vui mừng cả nửa ngày. Hiện giờ, Diệp Phong chủ tiền nhiều thế lớn, tọa giữa kho báu Tây Hoàng, cho nên thật sự chứng mắt với loại bảo vật như lục dương kim trùy kia. Phượng Yên Nhu, Tống Cao Đức cũng chiếm được vài món vô bảo, u lực cực kỳ hùng mạnh, trong lòng đặc biệt vui mừng. Hiện tại, vô bảo trong quân lân thánh địa cổ đã cực ít rồi, những bảo vật còn lại đều cực kỳ mạnh chúng ta không có tư cách nhúng tay vào không bằng rời khỏi nơi thị phi này đi miễn cho bị cường giả liên lũy. diệp húc đề nghị nói phượng yên nhu và tống cao đức đều gật đầu đồng ý đột nhiên vinh lâm xuất lĩnh mười mấy tên đệ tử ma tông bay đến cao giọng mà nói diệp sư thúc nơi đây đã không còn chuyện của chúng ta nữa rồi không bằng cùng nhau rời đi sao như thế nào diệp húc cười nói ta cũng đang định rời đi đấy lại đúng lúc này, một con lục nhãn kim thiền cực lớn từ trên trời giáng xuống, dừng ở trước người của đám người Diệp Phúc. Ngụy Hiên đứng trên đỉnh đầu con cóc kia, ánh mắt lạnh lạnh, cười lạnh mà nói: "Diệp sư đệ, các ngươi thu không ít bảo vật rồi. Hiện giờ ngươi có thể lột lên trên 6 phần, nhớ kỹ, ngươi cần lột lên trên 6 phần cho ta." "Ồ, Ngụy sư huynh, giao cái con mẹ ngươi kia." Diệp Phúc mỉm cười, chửi một câu tục tiễu. Đống Cao Đức đào cặp mắt trắng giã thầm nghĩ: Ái chà Khẩu khí nói chuyện của Diệp Lão Đệ Thật đúng là tức chết người Không đền mạng mà Đối địch với hắn Chỉ cần tức giận thôi Đều phải chết sớm vài năm rồi Nếu ta mà là Ngụy Hiên Chị sợ sớm đã học máu mà bỏ mình rồi Ngụy Hiên sắc mặt đâm trầm Giận dữ cười nói Sao Người dám trái với quy củ của trưởng lão chúng ta định ra sao Chiếu theo quy củ Quy củ cái con mẹ ngươi Diệp Phúc tế khởi thiên cơ tán Không hề sợ hãi mà nói người người muốn chết sao ngụy hiên nổi giận lục nhãn kim thiềm ở trong trạng thái cuồng bạo giấu con mắt quét qua cái miệng rộng mở ra ngậm lại cả giận mà nói lần trước ở trong thương minh cấm thần đại trận ta không thể dùng nguyên thần nên mới bị người chiếm tiện nghi hiện giờ ta lại muốn xem xem người thất thân như thế nào nào lão đang định ra tay đột nhiên vinh lâm trầm giọng mà nói ngụy sư thúc lần này lam thiên môn phát sinh dị biến quy củ lập ra lúc trước đã không còn hiệu lực rồi mọi người bằng thực lực thu bảo vật ai thu được gì thì là của người đó nếu như diệp sư thúc cũng thu được bảo vật về lý nên là của thúc ấy hết cả không nên tranh đoạt tuy rằng hắn nhỏ hơn ngụy hiên một bối phận nhưng khi nói chuyện uy nghiêm tất hiện rất có một loại khí độ làm người khác phải e ngại không sai một gã đệ tử ma tông bi phấn mà nói nam thiên môn kịch biến những đệ tử chúng tôi đây đều đã chết bảy phần nếu không phải vinh sư huynh cứu giúp chỉ sợ toàn quân sẽ bị giết nếu là còn muốn nộp lên 6 phần Thiên lý ở đâu đây Những vua bảo chúng tôi thu Cũng không phải đoạt được từ trong nam thiên môn ra Mà là bằng thực lực thu được trong thánh địa Quy củ trước nên xóa bỏ đi thôi Nếu như các vị trưởng lão Ngay cả vua bảo chúng tôi dùng tính mạng Để mà đổi được Cũng muốn đoạt đi Chỉ sợ rất khó phục chúng kìa Rất rất nhiều đệ tử cùng chung suy nghĩ Ngụy Hiên sắc mặt xanh mét Cười lạnh mà nói Khốn nạn Các người phản rồi sao Vinh sư điệt ta biết người có giao tình tốt với diệp sư đệ muốn che chở cho hắn nhưng đây là quy cố các vị trưởng lão đã cùng nhau định ra các người dám trái với quy cố chính là phản kháng lại thánh tông cùng nhau phản giáo tất cả đáng chết cả lục nhãn kim thiền mở cái mồm to ra đầu lưỡi liếm qua làm không gian xuất hiện từng vết sách cực kỳ dữ tợn giết gà mà nói hay là các người muốn làm kẻ phản giáo đấy ngụy sư đệ quy củ lập ra lúc trước không hợp lý cho nên hủy bỏ đi thôi Lúc này tiết trưởng lão bay tới trầm giọng nói Bảo vật mà các đệ tử thu được Theo lý nên thuộc về bọn chúng Không cần nộp lên trên Vinh Lâm gật đầu nói Không sai Lần này Nam Thiên Môn phát sinh dị biến Chúng đệ tử chết thương thảm trọng Nếu lại bắt bọn họ nộp phu bảo mà bọn họ dùng mạng để đổ lấy Cái kia còn là người hay sao Cho dù tông chủ biết đến Cũng sẽ đồng ý hành động này thôi Ngụy Hiên hít một hơi thật sâu Điềm nhiên mà nói một khi đã là như vậy chúng ta không nhắc đến quy củ nữa hiện giờ ta muốn trả thù các vế hẳn là sẽ không ngăn cản ta đấy chứ tiết trưởng lão cười nói quy định của thánh tông chưa cần không trả thù trong thánh tông chúng ta đương nhiên sẽ không ra tay can thiệp ngụy sư đệ xin cứ tự nhiên <laughs> hmm, diệp thiếu báo bây giờ chính là từ kỳ của ngươi ngụy hiên mừng rỡ ánh mắt quét tới hướng diệp phúc không khỏi ngần ra chỉ thấy chỗ ba người diệp phúc sớm đã trống không ba người kia đã sớm nhân cơ hội rời đi không khỏi nổi trận lôi đình nhìn chăm chăm đám người tiết trưởng lão vinh lâm rồi điểm nhiên nói tiết đạo viễn vinh lâm là các ngươi để nó chạy thoát hay sao tiết trưởng lão thản nhiên nói diệp sư đế tự mình có chân cậu ta rời đi rồi ta sao có thể cản lại được đấy ngụy hiên giận dữ lục nhãn kim thiềm thả người nhảy lên bay ra hơn 10 dặm gào thét đuổi hướng cửa vào của côn lân thánh địa cổ ngụy sư đế gặp phải diệp sư đệ đúng là bi kịch mà ngay cả thân thể đều bị diệp sư đệ chém đi tiết trưởng lão lắc đầu thời dài ngẩng đầu nhìn hướng xa xa chỉ thấy những trưởng lão hoàng tuyển ma tông khác còn đang đại chiến cùng các cao thủ thế hệ thế lực khác tranh đoạt thanh đăng hắc quan không khỏi thất thần mà nói chết tiệt cái tòa nam thiên môn này đi nơi nào rồi đấy ba người giờ phúc rời khỏi quân lân thánh địa cổ chỉ thấy bên ngoài vẫn là đại mạc cắt vàng như trước gió bắc cào thét mặt trời chói trang trên đỉnh đầu hơi nóng hầm hập so với thánh địa đúng là hai thế giới hoàn toàn khác biệt lúc này đã có không hề ít vu sĩ rời khỏi thánh địa đột nhiên chỉ thấy trong đại mạc cuồn cuộn dâng lên năm luồng sáng mở vàng xanh đỏ đen trắng chiếu dọi đại mạc sáng như màu sắc của ngọc lưu ly vậy ồ oh, là nhị tí phượng yên nhu vừa mừng vừa sợ bỗng nhiên nghi hoặc nói sao nhị tí lại đánh nhau với người khác như vậy diệp phúc không biết nói gì hắn chưa từng thấy bộ dạng của khổng tước như thế nào nhưng dường như mỗi lần gặp cô ta thì cô ta đều đang tranh đấu với kẻ khác xem ra có vẻ là một cô gái cực kỳ hiếu thắng vậy đi nhìn xem xem diệp phúc đề nghị nói ba người khống chế thuyền con phi hành chỉ thấy còn có không ít tuấn kiệt kết bè kéo phái tiến đến nơi khổng tước đang giao thủ Nhao nhau nghị luận bảy vị công chúa thiên yêu cung chính là cảnh vàng lãng học nếu có thể lấy các nàng làm vỡ đó chính là được thiên yêu cung giúp đỡ kìa một bước lên trời Hề, hey, cho dù tôi chất của người có kém như thế nào để chăng nữa Có thiên yêu cung làm chỗ giữa Cũng có thể hoành hành một thời rồi Hơn nữa, bảy vị công chúa dung mạo đẹp như tiên Thề tử như vậy, còn đi đâu mà tìm được nữa đây Bảy vị công chúa rất ít khi đi ra ngoài Nghe nói đại công chúa đã đính hôn rồi Danh hoa có chú Nhị công chúa khổng tước Và tiểu công chúa lần này rời khỏi vân mộng Tuyệt đối không thể thả các nàng về được Chỉ bằng đem gạo nấu thành cơm Lần này lão phu nhất định phải trở thành phò mã của thiên yêu cung Các người kẻ nào tranh với ta Chính là đối nghịch với lão phu Chết không có chỗ trốn Mọi người đều trận mắt mà nhìn Chỉ thấy kẻ nói ra lời này Chính là một lão giả tóc trắng xóa Vừa già lại vừa thấp Một bộ dạng sắp sửa nghèo đến nơi rồi Ê, cụ ơi cụ già rồi Thế nhưng tâm không giả Này 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 lão bất tử Lão ngay cả răng cũng không còn Còn muốn ăn trái ớt khổng tức kia hay sao Cẩn thận ớt chưa ăn được lại ngạn chết kia kìa à thuyền con mà thiên cơ tán biến thành có tốc độ cực nhanh trong chớp mắt liền quăng mọi người không thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa Giờ húc đứng trên thuyền con ánh mắt đột nhiên ngưng lại chỉ thấy bên trong đại mạc bên dưới một bóng dáng hùng tráng đang chạy như điên cũng chạy tới nơi khổng tước giao thủ với người khác điều khiến cho hắn kinh ngạc là người này dáng người cực kỳ khôi ngô mặc ra thú lại không lăng không phi hành mà là dựa vào đôi chân lao đi tốc độ của hắn cực nhanh từng bước bàn chân hạ xuống sa mạc liền bị hắn dẫm cho vỡ ra xuất hiện những hố to tầm trăm thước thân hình liền tiến lên phía trước hai ba trăm thước hiển nhiên người này có lực lượng cực kỳ khủng bố hai chân như cối xe gió vù vù chạy về phía trước thần tốc vô song chỉ kém thiên cơ tán một chút nơi nào đi qua trên mặt đất nơi đấy để lại những cái hố to như là máu thúc thúc thì phải phượng yên nhu vừa mừng vừa sợ ló đầu ra giòn tan mà hô máu thúc 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 đây là muốn đi đâu vậy đại hán to lớn kia ngẩng đầu chỉ thấy tóc hắn ta như dơm dạ Trầm râu đen như than củi tán loạn lôi thôi hai mắt đen nhánh sáng ngời giọng nói như trung đồng cất cao giọng nói Ồ, hóa ra là tiểu công chúa thiên yêu cung phượng nha đầu gọi ta là mão ca ca vâng mão thúc thúc phượng yên nhu cười nói giờ phúc trong lòng kinh ngạc vạn phần phượng yên nhu luôn luôn nhu thuận không ngờ lúc này lại nghịch ngợm trêu ghẹo đại hán hùng tráng khương ngô kia đại hán kia tức chết đi được đột nhiên thả người nhảy lên cao cũng phải vài trăm thước âm ba à một tiếng hạ xuống thuyền con thân thể của hắn ta nặng đến đáng sợ gần như đè chìm con thuyền xuống cho dù là trọng bảo kim kiều mà các thủ tam thần cảnh luyện chế chỉ sợ cũng không nặng bằng thân thể của hắn ba người giờ phúc vội vã thi triển ra tu vi toàn thân cố gắng khống chế thuyền con nhưng vẫn không thể chịu được trọng lượng của người này thuyền con từ từ rơi xuống sau một lúc lâu rút cuộc cũng rơi xuống mặt đất đại hán này đến từ cùng là ai đây sao có thể là nặng đến như vậy Diệp Phúc thất kinh, cẩn thận đánh giá người này, chỉ thấy anh ta như điêu khắc từ nham thạch ra, cơ bắp như đao, gọt búa bổ, mặt mày có góc cạnh, trên người mặc một bộ da thú có long lân hổ văn. Rõ ràng là da lông của dị thú thượng cổ Long Tu Hổ. Người này tay cầm một cây phù tang mộc trượng dài màu vàng, đứng trên con thuyền, so với Diệp Phúc và Tống Cao Đức phải cao hơn cả nửa cái đầu, giống như một người khổng lồ nhỏ thiếu báo người kia một thân man lực dường như mạnh hơn người không ít đâu tống cao đức sắc mặt ngưng trọng khẽ giọng mà nói diệp phúc cũng ngưng trọng gật gật đầu đồng ý người này thân thể nặng vô cùng so với kim kiều mà cao thủ tam thần cảnh luyện chế lại còn nặng hơn vẫn có thể chạy như bay cho dù là bản thân diệp phúc tự khiên kim kiều cũng không thể chạy nhanh như vậy được người này tu vi không kém tinh khí nội liễm hóa thành một viên nguyên đan nhưng bởi vì thân thể quá nặng nặng đến mức tu vi của hắn đều không thể nâng bản thân hắn lên bởi vậy chỉ có thể chạy trên mặt đất phượng nhà đầu ta sau này chính là tam tỷ phu của muội muội gọi ta là thúc thúc chẳng phải là loạn đối phận hay sao đại hán hùng tráng cười ha ha giơ tay sờ đầu phượng yên nhu phượng yên nhu tránh ở phía sau diệp phúc lè lưỡi với hắn ta bĩu môi mà nói nhị tỷ của ta nó các ngươi đều là người xấu chẳng có ai tốt cả tam tỷ cũng nói tỷ phải gả cho người đàn ông anh tuấn nhất kìa nói bậy người nhà ta đều xấu nhưng chỉ có ta là người tốt thôi đại hán hùng trắng kia thu tay gãi gãi bộ tóc bù xù kia vô cùng thật thà chất phác mà cười nói hơn nữa ta là mỹ nam anh tuấn nhất nhà ta kìa muội đến năm ngàn năm trước cùng năm ngàn năm sau đều tìm không thấy được khoa phụ thứ hai anh tuấn giống như ta đâu khoa phụ mão tự biên tự diễn không có chút xấu hổ nào ánh mắt hắn ta nhìn hướng diệp phúc và tống cao đức cười nói ồ oh, hai vị tiểu huynh đệ này tại hạ khoa phụ mão tự là hữu tài hai vị xưng hô như thế nào sao à, khoa phụ hữu tài ư diệp phúc kho khan hai tiếng tự giới thiệu một phen hắn nói, cười nói hữu tài huynh huynh đây là định đi đâu vậy khổng tước đang giao thủ với kẻ khác ta là em dễ đương nhiên phải đến trợ trận rồi khoa phụ mão thanh âm vang dội chấn cho lỗ tai mọi người run lên hắn ta là khoa phụ đi ra từ đầm lầy văn mộng nói chuyện khoái ngôn khoái ngữ Hiếu Tài Huynh Một khi đã như vậy Không bằng chúng ta cùng đồng hành đi Diệp Húc mời chào nói Khoa Phụ Mão lắc lắc đầu lên tiếng Các người đi trước đi Ta thân hình đồ số Đi theo sau các ngươi còn được Hắn ta cầm lấy phủ tang kim trượng Lao đi về phía trước Cuốn bụi mà chạy Hắn vừa rời khỏi Diệp Húc lập tức khống chế thuyền con Gào thét đuổi theo Tống Cao Đức khiếu kỳ mà nói ở ờ, Phượng Cô Nương Người của Khoa Phụ Tộc Chẳng lẽ khi đi đường đều phải dựa vào đôi chân mà chạy hay sao? Phượng Yên Nhu gật đầu nói Thân thể khoa phụ đều nặng cực kỳ Hơn nữa tâm pháp của bọn họ Tên là đại càn khôn vô đồ cấm pháp Tu luyện môn cấm pháp này Theo tu vi tăng lên Thân thể sẽ hấp thu thêm nhiều địa khí Làm cho thân thể càng lúc càng nắng Diệp Phúc lặng lặng nghe Xem miệng nói Nói như vậy Con cháu khoa phụ tộc tu vi càng cao lần càng không thể bay được hay sao Phượng Yên Nhu ở một tiếng nói Khoa phụ tộc từ viễn cổ tới nay còn chưa từng xuất hiện khoa phụ có thể bay lên trời rất nhanh bọn họ liền đi vào nơi khổng tức giao thủ cùng với người chỉ thấy nơi này là một mảnh hoang sơn dã lĩnh bị gió sa mạc ăn mòn những núi lớn đó đã sói mòn bên ngoài phủ đầy cắt đá rất nhiều cao thủ đều tự chiếm cứ một ngọn núi đều nhìn đến phía trước diệp phúc cạ xuống trên đỉnh một ngọn núi chỉ thấy hơn 10 dặm phía trước một thiếu nữ áo đỏ đang đứng đối diện cùng một nam tử trẻ tuổi khí phách bốn phương hai người vẫn chưa giao thủ thiếu nữ áo đỏ kia cũng là một cô gái khuynh quốc khuyên thành làm cho người ta thấy trái tim đập ẩm ầm con mắt gần như đuôi mù. thế nhưng khí chất của cô ta không phải loại uyển chuyển, hàm súc như phượng yên nhu, mà là anh khí bừng bừng, giống như một thanh kiếm sắc ra khỏi vỏ, làm cho người ta tâm chiết có một loại khí phách không thua gì nam giới. người thanh niên này hình như là phạm linh phổ vu đạo tông phái. diệp phúc nhìn đến nam tử áo đen kia trong lòng nao nao. hắn từng từ xa thấy phạm linh phổ một lần ở hải ngoại tiên cát. Tuy Phạm Linh Phổ vẫn chưa nhìn đến Diệp Húc, khi đó Diệp Húc chỉ là một nhân vật nhỏ mới tu luyện đến Hạng Nguyệt Kỳ. Phạm Linh Phổ có nhìn thấy Diệp Húc cũng sẽ không đặt ở trong lòng, căn bản là không ý lưu ý tới hắn. Lúc ấy, Phạm Linh Phổ kêu chiến Đông Hoàng Mục, bị Đông Hoàng Mục đánh cho trọng thương, hiện giờ đã qua 2 năm, tu vi của Phạm Linh Phổ cũng có tinh tiến hơn trước. Hiển nhiên, hắn ta cho dù bại dưới tay của Đông Hoàng Mục, không hề đánh vỡ lòng tự tin của mình, ngược lại khiến tâm tình của hắn càng thêm củng cố, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Phạm Linh Phố, người không phải đối thủ của tí. Thiếu nữ áo đỏ tuy rằng lọt vào vòng vây, thế nhưng thần sắc vẫn như thường, năm luồng hỏa quang phía sau phóng lên cao, đúng là ngũ hành diệt tuyệt thần quang. Nàng giơ tay bắt lấy một luồng diệt tuyệt thần quang đỏ thẫm rơi vào trong tay, hỏa quang nuốt vào nhà ra, giống như một thanh kiếm quang dài hơn 10 trượng. Tỷ cho ngươi một cơ hội, mau cút đi đi đi. Phạm Linh Phổ tức giận hừ một tiếng, sau lưng hiện ra một cái trống lớn xung quanh trống có hai con cự mãng đen há mồm cắn đuôi vào nhau cười lạnh mà nói khổng tước nghe nàng tuyên bố trong cùng thế hệ nếu ai có thể thắng được nàng thì nàng sẽ gả cho người đấy nàng thắng trường hiến cái này cũng không có gì là mấy cả trường hiến tiểu nhi một bàn tay của ta lần có thể đập chết được tòa thiên cổ này chính là bảo vật mà ta mất hai năm tìm kiếm khắp nơi cực cực khổ khổ luyện chế mà thành hôm nay ta sẽ dựa vào bảo vật này trở thành con rể của thiên yêu cung Xoẹt một tiếng bất diệt thần quang trong tay của khổng tước đột nhiên bay vút lên hồng quang đầy trời trong chớp mắt liền tán đi phạm linh phổ ngưng ngác đứng tại chỗ tòa thiên cổ phía sau hắn kia đột nhiên chia năm xẻ bảy thậm chí hai con cự mãng đen cũng tan nát rơi xuống đất phạm linh phổ chán thấm ướt mồ hôi không nói lời nào xoay người liền đi khổng tước cầm bất diệt thần quang màu đỏ trong tay ngạo nghễ nhìn về phía mọi người giải quyết từng người trong các ngươi thật là phiền các ngươi cùng nhau lên đi khổng tước Cô quá kiêu ngạo rồi Rất nhiều tuấn kiệt trẻ tuổi Đều mở miệng gầm lên Nhưng không ai dám tiến đến Ngũ hành diệt tuyệt thần quang thật sự quá mạnh Đã không ngừng có người khiêu chiến với nàng Mà tất cả đều thua dưới ngũ hành diệt tuyệt thần quang Thậm chí có người còn bị một luồng thần quang giết chết Cô gái này uy phong đầy mình Ngạo thị quần hùng Làm cho người ta phải kiếp sợ Dù là diệp húc cũng không thể không bội phục được Đột nhiên một người từ xa xa bay tới Cười ha ha Khổng tước không hồ là không tước mà à, 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 à. kiêu ngạo thật sự là quá kiêu ngạo nhưng mà ta lại thích loại tính tình này của nàng Hừm, đáng tiếc hôm nay nàng nhất định phải gãy cánh trong tay của ta không chỉ có nàng cả sáu vị tỷ muội của nàng kia tất cả đều phải trở thành thị thiếp của úc khanh sơn ta ta mới là phò mã duy nhất của thiên yêu cung tương lai kế thừa thiên yêu cung trở thành người đứng đầu chính yêu hai đại thánh địa sao úc khanh sơn là ai vậy Diệp Húc nghe thế thế thì buồn bực hỏi Úc Khánh Sơn ngươi cũng không biết sao Tiểu tứ Ngươi chỉ là chim non vừa mới xuất đạo phải không Để tiền bối ta nói cho ngươi biết vậy Một giọng nói quen thuộc truyền đến Diệp Húc theo tính nhìn lại Chỉ thấy bên mình cũng là người quen Ngọc Thiện Chân Nhân sắc mặt trang nghiêm Đứng cách đó không xa ra vẻ đạo mạo Ngọc Thiện Chân Nhân cũng đồng thời Nhìn về hướng của hắn Lúc này mới phát hiện ra Không ngờ người bên cạnh chính là tiểu ma đầu này Không khỏi âm thầm kêu khổ ông ta đang định chạy trốn phượng yên nhu tống cao đức một chiếc một sau với hắn ta lại sắc mặt lập tức khổ xuống <laughs> ngọc thiện tiền bối đến nói cho ta đi diệp phúc mỉm cười lộ ra hàm răng trắng hắn lên tiếng nói đừng sợ đừng sợ ta cũng không ăn thịt người đâu hắn tuy rằng nói mình không ăn thịt người nhưng nhìn bộ dáng sợ hãi của ngọc thiện chân nhân kia lại có vẻ như cho rằng diệp phúc thật sự ăn thịt người vậy nếu là trước đây ông ta còn có gan đấu sức một phen với diệp phúc nhưng ông ta bị Phượng Yên Nhu chặt đứt một cánh tay, lại chứng kiến bàn tay trong kim bài của Diệp Phúc kia, chẳng những phá hủy kiểu long trụ của Viêm Sơn Vu Đạo Tông, thậm chí phản kích Diêm Sơn đánh cho vị danh túc này của Vu Đạo Tông bị thương. Dũng khí của ông ta đã ở trong một trận chiến với Diệp Phúc hoàn toàn tan tành, lúc này lại bị chặt mất một tay, thực lực tổn hại rất lớn, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng tại chỗ, ngay cả dũng khí chạy trốn cũng không có. Nói đi, Úc Khánh Sơn là ai? Giờ phúc mỉm cười hỏi, hướng xa xa lướt mắt một cái, chỉ thấy khổng tước lúc này sắc mặt ngưng trọng, hoàn toàn không có phong thái cười nói như trước, hiển nhiên cho rằng úc khánh sơn này là một kình địch. Ngọc thiện chân nhân thật cẩn thận nói, úc khánh sơn là một kiệt xuất nhất trong những nhân vật trẻ tuổi của tiểu quang minh thánh địa. Hắn ta nhập môn chưa đến 10 năm, nhưng kiểu chuyển nguyên công hiện giờ đã tu luyện đến 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 kim đan bất diệt thân rồi. Hơn nữa hắn ta bác học đa đa tu, không chỉ tu luyện cử chuyển nguyên công còn Còn Diệp Húc hiếu kỳ nói Tiểu quang minh thánh địa Không phải giống đại phạm âm lưu tử Đều là thích vu nhất bạch hay sao Nghe nói thích vu Là nhau đạo chính thống của Phật môn viễn cổ Truyền thuyết nói rằng Phật đà nghiêm cấm hôn nhân cưới xin Sao hắn lại có thể thông đồng với vương nữ tử của môn phái khác vậy Phật môn viễn cổ là Phật môn viễn cổ Hiện giờ là thiên hạ vu hoang Quy định của Phật môn viễn cổ Đương nhiên không thể thực hiện được rồi Dù là ta cũng cưới bốn phòng lưng tử, sinh con gái con trai, hiện giờ đã sinh ra một đại gia tộc rồi. Nhưng so với Úc Khánh Sơn, ta thật sự cũng bằng, không bằng a. À? Ngọc Thiện chân nhân không chỉ lộ ra vẻ cực kỳ hâm mộ, hắn thở dài nói: hey, người này tướng mạo tuấn tú, phong lưu phóng khoáng, rất có duyên với phụ nữ, hơn nữa có kỳ ngộ, nghe nói khi hắn ta 10 tuổi rơi vào trong một thung lũng, kết quả phát hiện một di tích thượng cổ, sau khi dùng đan dược trong di tích đó liền trở thành vô sĩ." đạt được thiên đạo truyền thừa quẩn thiên tiên pháp chín tầng sau khi hắn ta bái nhập tiểu quang minh thánh địa vận khí tốt đến biến thái gặp kỳ ngộ liên tục đánh rắm thôi có khi khí còn bật ra cả một di tích tượng cổ ấy chứ sao còn có người may mắn hơn cả ta nữa sao diệp húc thất thanh cười nói vận khí của hắn ta tốt như thế tốc độ tu luyện nhanh như vậy chẳng lẽ là hắn ta có thể thể chất đặc thù gì sao Ngọc Thiện chân nhân gật đầu, thấp giọng nói: Ta nghe nói hắn ta thật sự có thể chất đặc thù, nhưng cụ thể là loại thể chất gì thì không ai biết được. Nhưng theo suy đoán của ta, hắn có thể là Mộc Đức Cú mang chi thế. Úc Khánh Sơn có thể nói là một trong những thanh niên thiếu niên chính đạo, là một trong những đệ tử kiệt xuất nhất của chính đạo kia. Thậm chí lão Tông chủ Nguyên Thủy Thánh Tông đều kỳ vọng vào hắn, nói và hắn sau này có thể vấn đỉnh cảnh giới vua hoàng. Diệp Phúc lắc đầu mà nói cảnh giới vô hoàng nói thì dễ làm thì khó hắn nhìn hướng úc khánh sơn chỉ thấy người thanh niên này tay áo tung bay mặt mày có chút phong lưu tướng mạo cử chỉ lộ ra nho nhã tà khí và bá đạo quả nhiên là mỹ nam tử cũng là một kẻ có thể dễ dàng làm cho nữ giới yêu thích sư huynh muội không thích bộ dạng kia của hắn ta phượng yên nhu khẽ nói diệp phúc cười nói ta cũng không thích nhưng ta thích kiểu chuyển nguyên công của hắn Tống Cao Đức biết trong tâm của Diệp Húc đã động sát khí với Úc Khánh Sơn, định tiêu diệt Úc Khánh Sơn Dù cướp lấy kiểu chuyển nguyên công của đối phương. Hắn thấp giọng nói: "Diệp lão đệ, kẻ này có thể chất đặc thù, có được tiên pháp chín tầng, hơn nữa lại tu luyện nhiều cấm pháp chính đạo như vậy, được truyền thừa của Thích Đạo Nho Tam gia, lại tu luyện kiểu chuyển nguyên công đến kim đan bất diệt thân, chỉ sợ là một kẻ rất khó đối phó kìa." Hắn biết Diệp Húc cũng tu luyện kiểu chuyển nguyên công, thậm chí tu thành Hỗn Nguyên Kim Thân, nhưng hỗn nguyên kim thân với kim đan bất diệt thân chênh lệch rất lớn chênh nhau ba cảnh giới lớn 27 cảnh giới nhỏ hơn nữa úc khánh sơn lại kim tu hai môn cấm pháp lại đạt được truyền thừa tối cao của thiên đạo quân thiên tiên pháp chín tầng quả thực chính là một vua hoàng vị thành niên lại gặp được nhiều kỳ ngộ người có vận khí tốt như vậy trên thế gian cùng lắm cũng chỉ được như thế mà thôi người như thế quả thực chính là nhân vật chính trời sinh ra toàn bộ vua hoàng thế giới đều là sân khấu của hắn những người khác cho dù tu vi có cao thâm bao nhiêu tư chất xuất sắc bao nhiêu đều tồn tại để làm đền cho hắn mà thôi. Thậm chí, cùng chung sống với một niên đại với người như thế đều là một loại bi ai, sẽ bị hào quang của hắn hoàn toàn trên lấp hào quang của bản thân mình. Bởi vậy, Tống Cao Đức cũng không nhịn được lo lắng cho Diệp Húc. Ngọc Thiện chân nhân cửa lạnh nói: "Sao? Đối phó với hắn ta ư? Người sẽ chỉ làm cho hắn càng ngày càng mạnh. Cái loại tuyệt thế kỳ tài như Úc Khánh Sơn kia, sau khi pháp ngã rồi đứng lên, chỉ càng thêm hùng mạnh hơn, thậm chí người căn bản không giết được hắn." Người này là con cưng của ông trời Thực lực của hắn cũng tuyệt đối mạnh mẽ Trước đó không lâu Hắn dễ dàng giết chết một vị cao thủ ma đáo Tam thai cảnh nguyên thai kỳ đại thành kia Người có biết không Vị cao thủ nguyên thai kỳ kia với hắn Trình nhau cả hơn 30 cảnh giới nhỏ đấy Sao thật không Ta cũng đã từng tiêu diệt cao thủ Hơn 30 cảnh giới kia Diệp Phúc ánh mắt đột nhiên linh hoạt Sắc bén lên Nhìn hướng Úc Khánh Sơn Điểm như nói Nếu là sinh sống cùng một thời đại với hắn ta là một loại bi ai vậy thì tìm cách tiêu diệt hắn đi biến thành thể đại của ta vậy quanh thân của hắn sắt khí đằng đằng không một chút che giấu trong cơ thể từng luồng sức mạnh mênh mông nổi lên úc khánh sơn dường như cảm nhận được sát khí của hắn quay đầu nhìn hướng bên này ánh mắt dừng trên người diệp húc lập tức liền rời đi nhìn thẳng về phía phượng yên nhu ánh mắt không khỏi sáng lên cười ha hà mà nói <laughs> khổng tước không ngờ tiểu muội của nàng cũng đến đây sao thật sự là trời giúp ta mà hôm nay ta liền bắt hết tỉ muội các ngươi Trước thu hai người các ngươi vậy Thật đáng ghét Phượng Yên Nhu trốn ở sau lưng Diệp Phúc Thở phì phì mà nói Úc Khánh Sơn ánh mắt linh hoạt sắc bén Lại dừng trên người của Diệp Phúc Lạnh lùng mà nói Dám che trước đàn bà của ta Người tự tìm chết chứ Cút đi Ngũ hành diệt tuyệt thần quang phía sau khổng tức run lên dữ dội Bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay Nàng cười lạnh mà nói ốc Khánh Sơn Người chán sống rồi sao Dám uy hiếp mùi muội của ta sao Úc Khánh Sơn cười ha ha, xoay người lại, mỉm cười nói: "Không tước, đừng nóng giận, nàng sớm muộn gì thì cũng xem là nữ nhân của ta. Ta muốn thu bảy tỷ mỗi các nàng, căn bản không cần động thủ, chỉ cần một kiện vũ bảo là được rồi." Khổng tước sắc mặt kịch biến, năm luồng thần quang chớp lên, giống như kiếm sắc và chém đến, nơi nào thần quang đến, sa mạc liền vỡ ra, xuất hiện những khe nứt. Úc Khánh Sơn thân hình chấp động, tốc độ cực nhanh, né tránh công kích của ngũ hành diệt tuyệt thần quang trên đỉnh đầu một quyển trục đột nhiên hiện ra từ từ là mà mở hắn cười dài nói ta nói rồi thu bảy thì mỗi các ngươi không cần động thủ thì sẽ không động thủ quyền trục trên đỉnh đầu của hắn mở ra dần dần hóa thành một bức đồ án xa hoa đây là một món phu bảo cùng loại với thiên sơn thanh điện đồ tuy rằng không rộng lớn mạnh mẽ như thanh sơn thiên điện đồ uy năng cũng kém hơn thế nhưng trong tranh non xanh nước biếc cầu nhỏ suối trong bên dòng suối có ban công đình tạ ngô đồng khắp nơi ánh trăng sáng từ dưới biển mọc lên thậm chí có thể nghe được tiếng nước xóc xách, tiếng động của sóng gió từ trong tranh truyền ra, dường như không phải là bức tranh phong cảnh thủy mạc mà thật sự tồn tại vậy. Quyền trục này Tức là Phượng Hoàng Tê Tức Đồ, chính là ta lấy được từ trong Côn Lân Thánh Địa cổ. Bảo vật này tự bay vào tay của ta, không cần tốn nhiều sức. Ta được bảo vật như vậy, liền biết ta chính là chân bệnh thiên tử của bảy vị công chúa thiên yêu cung các ngươi rồi, mà các ngươi tất cả đều phải trở thành thị thiếp cho ta. Úc Khánh Sơn quần áo phiêu động, không ngừng né tránh công kích của Khổng Tước, Trường Thanh mà ngâm. Khổng Tước miên cao cát, Vượng Tê Ngô Đồng Chi, Thanh Điểu Hải Thượng Du, Khổng Tước Tiểu Phượng Hoàng, còn không vào trong đầu của ta đi. Chân nguyên của hắn tuôn vào trong bức họa, chỉ thấy cuốn họa này hoàn toàn mở ra, biển rộng đột nhiên lơ lửng bên trên bức tranh, cầu nhỏ hiện ra, lầu các nhảy ra, ánh trăng từ trong biển dâng lên, đại mạc mịt mù này đột nhiên như thay trời đổi đất, biến thành một thế giới hoa thơm chim hót cảnh tượng này dường như cực kỳ thu hút khổng tước và phượng yên nhu đột nhiên nghe thấy một tiếng hót trong trẻo khổng tước không tự chủ được bay vào trong lầu cát bên trong bức tranh bên người diệp phúc phượng yên nhu cũng ánh mắt mê ly mũi chân khẽ điểm một chút áo trắng phù động thẳng hướng ngô đồng bên cạnh lầu cát mà đi tấm đồ này là vũ bảo chuyên dùng để khắc chế yêu tộc thì phải diệp phúc ánh mắt chấp động bay thẳng lên giơ tay vặn lấy eo của phượng yên nhi bị nàng kéo đi cùng nhập vào trong non xanh nước biếc Úc Khánh Sơn khẽ động tâm niệm, chỉ thấy biển rộng trắng sáng cầu nhỏ, suối trong, lầu các tất cả bỗng nhiên biến mất, lại trở thành một bức họa như cũ, to không đến ba thước. Thu rồi, không ngờ đều bị thu rồi, thu cả vào trong rồi. Một gã vũ sĩ trẻ tuổi thất hồn lạc phách mà nói. Khổng tước quả ớt nhỏ kia, ngay cả đánh trả cũng không có liền đánh trả. Liền bị Úc Khánh Sơn thu vào trong bức đồ kia rồi. Chẳng lẽ hắn ta thật sự là chân mệnh thiên tử của bảy vị công chúa thiên điều cùng hay sao? Quá khủng bố Kiện vũ bảo kia của hắn Chính là vũ hoàng tự tay luyện chế Chỉ sợ là lợi khí chuyên đối phó với ưu tộc rồi Hắn có được vũ bảo này trong tay Chỉ sợ mấy vị công chúa thiên yêu cung khác Khó có thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn ta được Ai... Úc Khánh Sơn thu phượng hoàng tê tức đổ lại Nhìn vào trong bức tranh Chỉ thấy cô gái giống mãnh khổng tức kia lúc này Bị nhốt trong lầu khác trong tranh Không ngừng đi lại ngẫu nhiên tiến đến bên cạnh cửa sổ Ngắm nhìn thế giới trong tranh có vẻ có chút tò mò lại có chút im lặng hoàn toàn đã không có tư thái nhanh gọn dứt khoát quyết đoán nữa mà cô bé phượng yên nhu kia chỉ đang ngồi trên một chạc cây ngô đồng hai chân lúc ẩn lúc hiện chân của nàng trắng nõn như ngọc không chút tì vết hai cô gái này dường như không hề ý thức được mình đã bị người thu vào trong tranh thần thái dường như rất vui vẻ đây là chỗ kỳ diệu của phượng hoàng tê tức đồ là khắc tinh của tất cả cầm yêu tộc đột nhiên sắc mặt của úc khánh sơn phát lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm phượng hoàng tê tức đồ chỉ thấy cạnh phượng hoàng Tê tức đồ phượng yên nhu có thêm một nam tử đúng là Diệp Húc ôm eo phượng yên nhu ngẩng đầu nhìn hắn ánh mắt dường như có thể từ trong bức tranh trông đến được phương vị của hắn vậy cái tên tiểu tử thối này dám động vào nữ nhân của ta ta luyện chết ngươi úc khánh sơn giận dữ đang định động thủ đã thấy diệp Húc đột nhiên đứng dậy hai tay giơ lên trên khoảng không phía trước dám thu bạn tốt của ta úc khánh sơn người chết đi cho ta Xẹt Hai bàn tay khô gầy thò ra từ trong phượng hoàng tê tức đồ Xoạt một tiếng liền xé bức tranh này ra một lỗ hổng lớn Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 65 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 66 ngay sắp tới.